vị trí rất là lạ luôn á, những cái ghế ngồi mà đặc biệt là có cái bộ bàn ghế mà có cái sườn mô hình nhỏ nhỏ dễ thương đặt ở đây. Mô hình mới mới này này sẽ thu hút rất là nhiều khách hàng trẻ tuổi khám phá và trải nghiệm thưởng thức. Ở ngay chân cầu từ bên đường Nguyễn Trãi đi qua Cái Khế.